đáng quá. Trời ơi, quan vinh đang vinh đang kìa. Trời ơi, khăn giấy nào tí hon của tôi ơi, quá trình luôn. Sẽ review cái hộp sô cô la Mỹ này nha các bạn. Đây là hộp sô cô la Mỹ anh mình đi công tác bên Mỹ gửi về cho mình đó các bạn. Đây là hiệu Hershey các bạn thấy không? Đó có dòng chữ rất là to màu đen đây. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể tra cái mã vạch ở phía sau của hộp bánh sô cô la này các bạn thấy không? 03400 4095 này các bạn thấy không? Đó. Mình cũng nghe nói là sô cô la Mỹ ăn rất là ngon nhưng mà cũng mình cũng chưa bao giờ ăn nữa. Hôm nay mình sẽ khui hộp sô cô la này mời các bạn cùng ăn với ba mẹ con mình nha. Mẹ hồi hộp quá tụi con ơi, không biết nó ngon như thế nào nữa. Con có mẹ. Mẹ chưa từng ăn làm sao mà hai đứa con ăn được. À, từ từ tụi con nôn quá, để mẹ không cho. Em Vinh giữ nha, em Vinh đã đợi rồi, giờ mẹ không giữ. Wow. Để mẹ coi cây hộp sô-cô-la này bao nhiêu loại nha tụi con. Đây, tụi con thấy không? Vậy là có 4 loại tụi con. Đây là sô-cô-la sữa, mà chắc mẹ nghĩ là có nhân hạnh nhân này con thấy không? Đây là sô-cô-la xốp. Mẹ chỉ nhìn biểu tượng thôi chứ mà chữ bên nước Mỹ mẹ đâu có biết. Rồi đây là sô-cô-la có dạng giống như là bánh chocobay con thấy không? Nè, nè cái phần này nè, thấy không? Còn đây là sô-cô-la mà chắc mẹ nghĩ nguyên chất sữa nè con thấy không? Đó, nó không có để hình tượng gì cháu á. Rồi bây giờ á, ba mẹ con mình thưởng thức từng loại cho nó ngon như thế nào cho tụi con. Để mẹ coi cái phần này được mấy cây nha. 2 3 4 6 7 7 cây con ơi. Rồi bên phần đỏ sô cô la đỏ là xốp là xốp nè các bạn coi nha. 3 5 6 1 2 3. Rồi thơm quá con ơi, chưa ăn mà mẹ thấy nó thơm rồi đó. Mở ra. Thơm quá. 2 3 6 8. Rồi cái phần sô cô la cuối cùng nguyên chất này. 2 4. Mẹ nghe nói là sô cô la Mỹ này rất là béo đó Trang. Vinh con ăn béo được không? Được. Được không? Đúng rồi, nó giống loại này không con? Giống. Đúng rồi. 2 4 6 7. Rồi. Một hộp sô cô la của ba mẹ con mình như đây nè con thấy không? Hộp nhỏ xíu mà cả đống luôn. Đúng rồi, nhưng mà nó chia phần ra nhỏ con thấy không? Từng loại nha, nhỏ là được 4 loại nha con. Rồi bây giờ mẹ chia phần từng loại nhỏ ra rồi ba mẹ con mình ăn nha, từ từ nha. Từng loại cho biết hương vị nó khác nhau như thế nào nha con. Rồi bây giờ mình ăn màu nào trước nè tụi con? Rồi hôm nay ba mẹ con mình có sự trùng hợp là đều bận áo đỏ hết. Dạ. Bởi vậy mình ăn cái màu đỏ này cho nó may mắn, hôm nay may mắn nha con. Dạ. Rồi bây giờ mình khui ra nha. Wow. Bẻ ra đi. Từ từ con, từ từ. Mọi người một cây. Wow. Hấp dẫn quá tụi con. Ủa sao sô cô la này chảy quá mẹ ơi. Tại vì mẹ lấy sô cô la này ra ngoài không khí nó nhiều lâu quá con. Dạ. Một lát nữa mình ăn xong mình bỏ trong tủ lạnh là nó đông lại rồi con, không sao đâu. À mẹ có chuẩn bị khăn giấy rồi con đem xuống để lau tay con. Dạ. Rồi bây giờ ba mẹ con mình thưởng thức cái màu đỏ nó như thế nào nha tụi con. Rồi dạ. Từ từ, đứa nào cũng có phần hết. Đây, mình ra con. Dạ con cảm ơn mẹ. Rồi này cho em Vinh. Ngon quá mẹ ơi. Này mình giống như dạng bánh xốp ở trong hả con? Dạ. Sô cô la xốp á. Nè để mẹ thưởng thức rồi. Nè con thấy không? Bánh xốp ở trong. Để mẹ bẻ ra coi. Đó, thấy không? Nhìn có vẻ hấp dẫn quá ơi, để mẹ thưởng thức nè. Sô cô la nó béo. Nó bao quanh ở trong là lớp bánh xốp con thấy không? Bánh xốp này cũng dạng đặc biệt chứ không phải bánh xốp thường nè con ơi. Rất là ngon. Béo nó ngọt. Mà nó cũng không có đắng con ơi. Sô cô la này nó không có đắng. Rất là ngon. Hả? Gái mẹ mới đây ăn một khẩu sô cô la nhanh dữ vậy. Cần lấy giùm mẹ một miếng giấy nữa nha con. Vinh mẹ ăn xong chưa? Dạ. Xong rồi giờ ăn nữa hả? Ngon quá con thêm. Rồi con ăn đi con. Mà một lát nữa mẹ với chị Trang ăn qua cái loại thứ hai. Con ngồi đó con ăn một loại đó màu đỏ đó luôn nha. Giờ mẹ con mình thưởng thức màu gì nữa đây Trang? Con sẽ ăn màu cam đi mẹ. Màu cam ha. Công nhận sô cô la Mỹ hồi đó giờ ba mẹ con mình mới ăn thấy nó ngon quá hết con. Dạ. Nó béo nó béo hơn là sô cô la mà mẹ mua ngoài chợ đúng không con? Dạ. Ý trong này nó cũng bọc kỹ lắm này. Đúng rồi. Nó bọc kỹ cho mình bỏ vô tủ lạnh nó không có bị chảy. Wow. Ôi, có điều ngạc nhiên á là nó để trong hai cái dĩ tụi con thấy không? Dạ. Cái này á là dạng giống như là bánh chocobay á nãy mẹ nói đó. Dạ. Thấy không? Hình dung được không? Mà bây giờ nó có hai cái à mà ba mẹ con mình rồi sao mà chia. Vậy là chính nhịn. Rồi ok. Rồi mẹ sẽ chia. Bây giờ mình sẽ lấy ra tất cả nó khác với lại cái loại hồi nãy như thế nào nha tụi con. Nhìn hấp dẫn quá tụi con ơi. Nhìn
thế nào nha. Béo quá. Nhưng như nè mẹ. Nhưng giống như là bánh đậu xanh mà nhỏ nhỏ không biết không, hình vuông vuông á. Mà này nó ngon hơn. Nó làm mặn mặn béo béo, ngọt ngọt ngon quá thôi. Bánh sô cô la này mỗi loại nó có hương vị khác nhau hết không? Béo quá. Trời ơi, con Vinh. Trời ơi, Vinh ăn kìa. Trời ơi, khăn giấy này ông tí hon của tôi ơi, quá tình luôn á. Mấy chị Trang không ăn sạch sẽ hay như con. Đúng là con trai mà. Này ngon hết con. Rồi bây giờ con muốn ăn bánh nào nữa nè. Bánh này, bánh này. Con. Bánh này mẹ thấy có hạnh nhân nè, con thấy không? Hạnh cái này không có, cái này không có hạnh nhân. Ừ, đúng rồi. Nó có màu đen, này màu nâu nâu. Cái này màu đen đen. Sô cô la mà mình để ngoài nó mau chảy nha con. Một lát nữa ba mẹ con mình ăn hết để trong tủ lạnh là nó đông lại rất là ngon. Để cạnh ăn từ từ nha con. Có hình sô hay chị quên luôn, quên đọc hiểu luôn. Đây, bánh mình cũng cho in chữ lên con ơi. Để mẹ mở ra hết cho nó in chữ về nha. Wow, dài quá. Rồi, cái này mình để nó hơi mềm nữa thấy không? Để ngoài giá. Lại. À, thì ra đây là bánh chữ hơi xay con ơi. Thấy không? Nè, giống như cái chữ ở ngoài bịch nãy mình coi đó thấy không? À, nãy giờ ba mẹ con mình háo hức ăn sô-cô-la Mỹ mà quên mời các bạn. Mời các bạn cùng ăn với lại ba mẹ con mình nha. Rồi bây giờ mình thưởng thức đi con. Con sẽ ăn cái này. Tất cả nó khác với lại hai loại kia như thế nào nha. Ngon quá à. Ở bên trong nó hạt gì quên. Nó béo, nó ngọt. Ở trong có hạt hạnh nhân nữa con ơi. Hạnh nhân rất là bùi, rất là ngon. Các bạn thấy không? Đây, hạt hạnh nhân nè. Hạt hạnh nhân này thường thường bán này rất mắc tiền đó con. Cho ăn hạt nhân đi. Vào để mẹ. Ngon quá. Hạnh nhân nó giòn mà nó béo nữa con. Số 1 luôn ha. Số 1. Lâu lâu cậu về cậu mới cho mình sô cô la với Mỹ đó con. Sô cô la này béo hơn sô cô la mấy người nãy rồi mẹ ơi. Ờ, cái này tại vì có hạnh nhân ở giữa con, bởi vì nó béo hơn mấy loại hồi nãy mình ăn. Nè, Trang ăn một cục nữa, mẹ ăn một cục nữa cho hết nha con. Đúng không? Nói chung là loại nào cũng ngon hết mà, nhưng mà nó có cái đặc trưng riêng hết ha. Rồi, chết con. Rồi, còn một loại cuối cùng ba mẹ con mình thưởng thức luôn đi. Mình cảm thấy mẹ ngán rồi đó con. Béo quá, mẹ ngán quá rồi. Bà ta nói là sô-cô-la Mỹ béo béo không phải hết ha. Nay mẹ mới được ăn bởi mẹ nó béo như thế nào á. Mẹ thấy rồi con. Thì nó không có chảy nó không phải. Cái này nguyên chất luôn con thấy không? Wow. Chữ hơi xay nè con thấy không? Hơi xay nè. Đó. Đó, quá đẹp hết con. Bẻ một hàng ngang đi. Đúng rồi, mình sẽ bẻ một đường ngang này. Nó chia ra ô nhỏ nhỏ ra con thấy không? Rồi, con thưởng thức con. Ngon. Cái này là đậu này là nguyên chất luôn con ơi. Nó rất là béo, nó béo hơn ba loại hồi nãy mình ăn luôn đó con. Ngon quá. Có khi nào ba mẹ con mình ăn mấy thỏi sô-cô-la này lên mấy kg không tụi con? Tại vì nó quá béo rồi. Ba, hai mẹ con mình lên không sao chứ em Vinh lên nữa là em Vinh đi không nổi luôn á Trang. Ngon quá hết tụi con. Nãy giờ á, ba mẹ con mình ăn 4 loại mà con thấy loại nào con thích nhất nè? Con thích nữa nè. Rồi em Vinh. Con thích hết luôn. Em Vinh thích ăn siêu đồ ngọt, thích ăn sô-cô-la bởi vì thích hết luôn. Nhưng mà riêng mẹ thích cái loại hạnh nhân này nè con biết sao phải không? Nó giòn giòn, nó bùi bùi, nó béo béo ngon hơn con ơi. Thôi bây giờ ba mẹ con mình cất vô hộp đi rồi để dành trong tủ lạnh ăn từ từ nha con. Dạ. Ngon quá. Ngon quá. Còn tuyệt vời luôn á con. Không thể nào mà diễn tả được cái ngon của sô-cô-la Mỹ luôn á.